Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 40 của bộ truyện tiên nghịch tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Cổ Thần Chi Địa. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. trước thì Vương Lâm ở cái lúc mà hỗn loạn thì hắn bắt đầu tranh thủ thời gian mà dùng mưu mẹo để tiến nhập đến cái vẫy trên cái lưng của cái con rồng kia. Sau đó thì Vương Lâm bị cứ bằng bị hút vào trong cái không gian trong cái cái vẫy ngược đó thì đến một cái nơi gọi là nhận truyền thừa của cổ thần đồ thi. Thì sau khi Vương Lâm vào đây á, uh, nó hắn mới thấy được um, 94 cái um, viên thủy tinh. Mà mỗi cái hạt thủy tinh này là một cái thứ truyền thừa. Vương Lâm rút cuộc ở trong đây hấp thu những cái viên này để nhận truyền thừa của đồ ti. Thời gian trôi qua, tốc độ dung hợp băng tinh của Vương Lâm càng ngày càng chậm. Một hôm, băng tinh thứ 57 hóa thành kén vỡ vụn. Ở mi tâm của Vương Lâm lờ mờ xuất hiện một tinh điểm. Vương Lâm lặng lặng ngồi khoanh chân ở trong kén vỡ, hai mắt của hắn nhắm nghiền. Một lúc lâu sau thì mở ra, một tia ánh sáng thâm thúy từ trong mắt của hắn lan ra. Lúc này Vương Lâm thoạt nhìn giống hệt thiếu niên tướng mạo thuần phát năm xưa ở Triệu Quốc, nhưng mà khí chất là không giống nhau, bây giờ như một trời một vực vậy. Giờ phút này toàn thân hắn toát ra một cổ khí tức khiến người ta không dám lại gần, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, giống như một con giả thú hung mãnh, khiến cho ai nhìn thấy trong lòng cũng nảy sinh sợ hãi. Tinh điểm trên trán của hắn là sau khi hấp thu băng tinh thứ 57 thì xuất hiện tại mi tâm, trong nháy mắt khi tinh điểm này xuất hiện trong đầu hắn giống như lóe lên một tia chớp hoàn toàn sáng tỏ hắn nhớ rõ ràng trên trán cổ thần đầu ti có tám tinh điểm cổ thần cho dù là luyện khí hay là luyện đan đều dùng lực lượng của tinh điểm điểm một cái mới hoàn thành chẳng qua tinh điểm trên trán của cổ thần là màu đỏ thẫm còn trên trán của hắn lại chỉ là có hình dạng na ná, ná mà thôi không có màu sắc gì thậm chí nếu nhìn không kỹ thì khó có thể phát hiện ra Hắn bây giờ tuy không biết tác dụng của tinh điểm, nhưng Vương Lâm tin rằng khi hắn hoàn toàn hấp thu hết những cái băng tinh này, hắn sẽ có thể hiểu rõ mọi chuyện. Tuy Vương Lâm chưa biết tác dụng của tinh điểm, nhưng sau khi hắn hấp thu hơn 50 băng tinh, đối với chuyện thân thể mình vì sao lại có thể ngưng kết một lần nữa, đã hiểu. Cổ thần chú trọng tu luyện thân thể, mỗi một cổ thần khi hấp thu linh lực, tuyệt đại bộ phận đều dùng để củng cố thân thể. Do đó, dù là cổ thần nhưng mà thân thể hắn sẽ có một khoảng thời gian đạt đến cực hạn không thể mạnh mẽ lên. Lúc này phải mở rộng thân thể của mình, nếu không tu vi liền bị đình trệ. Chỉ có sau khi mở rộng thân thể mới có thể thừa nhận được nhiều linh lực hơn, có thể tăng tiến tu vi. Có thể nói thân thể cổ thần càng lớn, linh lực bên trong càng nhiều, đạt tới một trình độ nhất định, cổ thần sẽ trải qua một lần trọng tổ thân thể. Đây là quá trình cải biến về chất, mỗi một cổ thần cả đời đều phải trải qua vô số lần mở rộng thân thể, đồng thời cũng lần lượt trải qua những lần trọng tổ thân thể. Trọng tổ thân thể càng nhiều, ngoài việc tu vi mạnh lên, thân thể cũng sẽ cường hãn thêm. Mà mỗi một lần trọng tổ thân thể, thần thức của cổ thần cũng sẽ đề cao, không phân chia tu vi như tu chân giới. Tu vi của cổ thần chủ yếu chú trọng tới thần thức và thân thể. Vương Lâm sau khi hấp thu ức chi truyền thừa, biết được từ ký ức của cổ thần Đồ ti đang trường kỳ tu luyện phân thần thuật thì chết, nhưng mà thân thể cũng đã trải qua 8 lần trộm tổ. Mỗi một lần trộm tổ, đối với cổ thần mà nói đều là một đoạn ký ức khắc cốt minh tâm, làm tượng trưng cho tu vi của bọn họ bước lên một tầm cao mới. Vườn lâm mới chỉ đạt đến một bộ phận nhỏ trong ức chi truyền thừa, chẳng nổi một phần trăm, vậy nên cũng không có gì thay đổi quá lớn. Có thể vào được nơi này, hắn chưa hấp thu đủ 94 cái băng tin, nhưng mà tính chất trọng tổ trong ký ức của tổ thần đã tự phát rồi. Vì vậy, thân thể của Vương Lâm bắt đầu tổ hợp lại một lần nữa. Lấy thần thức làm vật dẫn, dựa theo trí nhớ của hắn mà trọng tổ lại thân thể. Thế thể chuyện này kỳ thực cũng không phải là chuyện gì trùng hợp cả. Bất kỳ ai nếu tiếp nhận truyền thừa của cổ thần cũng đều sẽ trải qua quá trình này chẳng qua khi thân thể vương lâm trọng tổ trực tiếp giúp hắn khôi phục lại hình dáng ban đầu mà thôi thân thể này thoạt nhìn tuy cực kỳ tầm thường không có gì đặc biệt nhưng trên thực tế độ rắn chắc của thân thể này mạnh không nhiều so với tu sĩ bình thường nếu thân thể vương lâm có thể trọng tổ tám lần thì thân thể của hắn sẽ bằng với thân thể cổ thần khi còn sống sau khi rõ ràng mọi chuyện vương lâm dám cả gan đoán rằng tám tinh điểm trên trán cổ thần có liên quan tới tám lần trọng tổ thân thể của gã nếu thực là như vậy cũng giải thích được tại sao trên mi tâm của hắn lại có một tinh điểm dù sao thì thân thể của hắn cũng đã trọng tổ một lần rồi chẳng qua vương lâm phân tích thân thể hắn trọng tổ hẳn là chưa hết nếu không vì sao tinh điểm trên mi tâm của hắn lại chẳng có chút màu sắc gì như ẩn như hiện những điều này đều là phỏng đoán của vương lâm mà thôi không có ký ức xác thực nhưng mà hắn tin rằng không lâu nữa hắn sẽ có thể có đáp án chính xác. Hấp thu 57 băng tinh sông, những pháp quyết rời rạc trong độ vương lâm đã có một bộ phận tách ra, chậm rãi tổ hợp, biến thành một đoạn tương đối đầy đủ. Kết hợp với thần thức của hắn, không phân biệt, thậm chí có đôi khi thần thức vương lâm suốt nữa là thác loạn. Hắn khi thì nghĩ rằng mình là đồ tiên, khi thì khôi phục lại bình thường, biết mình là vương lâm. Cảm giác thác loạn này làm cho trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt kể cả là đồ ti đã chết, không gặp phải chuyện đoạt xá. Nhưng theo hắn phân tích, nếu mà hắn hấp thu toàn ký ức truyền thừa của đồ ti, như vậy nếu xử lý không tốt, rất có khả năng thưởng thức sẽ đại loạn. Hoàn toàn cho rằng mình là đồ ti, thưởng thức bản thân thì quên sạch sẽ. Chính vì điểm này cho nên Vương Lâm mới giảm tốc độ dung hợp ức chi truyền thừa. Chỉ có sau khi hoàn toàn hấp thu, hắn mới tiếp tục tiến hành dung hợp băng tinh kế tiếp do đó cái loại cảm giác thần thức thác loạn cũng chậm rãi tiêu tán tuy rằng cũng có thể còn sinh ra nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng tới thần thức bản thân của vương lâm có thể phân biệt rõ ràng tuy tốc độ chậm lại nhưng lại vững vàng vương lâm lúc này không nóng lòng mà bình tĩnh tiêu hóa ký ức trong ức chi truyền thừa nửa tháng trôi đi ngày qua ngày vương lâm ở nơi này đã hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian dù sao mỗi lần dung hợp hóa kén hắn đều rơi vào trong hỗn độn. Cụ thể đã qua bao nhiêu ngày thì hắn cũng không rõ ràng lắm nữa. Chỉ có điều Vương Lâm nhớ rõ ràng lượng băng tinh mà mình đã dung hợp. Từ băng tinh thứ 70 trở đi, mỗi lần dung hợp thêm một cái, hắn đều cần thời gian gấp mấy lần trước đó mới có thể hoàn thành hấp thu được. Càng về sau, ký ức ẩn chứa trong băng tinh càng nhiều. Hơn nữa mỗi lần phá kén mà ra thì Vương Lâm đều trước tiên quan sát cơ thể của mình. Dĩ nhiên hắn biết bản thân đã dự đoán chính xác rồi tinh điểm trên trán xác thực đại biểu một lần trộm tổ thân thể tinh điểm nơi mi tâm của hắn sau mỗi lần dung hợp băng tinh màu sắc đều đậm thêm một chút đồng thời vương lâm cũng cảm giác rõ ràng rằng thân thể của hắn tại mỗi lần dung hợp đều dựa vào sự gia tăng của trí nhớ để điều chỉnh từng chút một như vậy trải qua sau hơn 70 lần điều chỉnh phương pháp tu luyện làm cho thân thể ngày càng cứng rắn hơn của hắn đã ngày càng tiếp cận với phương pháp của cổ thần Mặc dù nhìn từ bề ngoài, thân thể của hắn không có gì khác thường, nhưng bên trong cơ thể hắn lại có sự biến hóa khó có thể tưởng tượng được. Đến bây giờ hắn đã dung hợp được 70 băng tinh, và lẽ dĩ nhiên lúc này thân thể hắn đã có lực lượng phòng ngự rất mạnh. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, trầm ngâm nhìn bàn tay một chút, suy đoán liệu hiện tại thân thể của hắn có thể chống cự được một kích toàn lực của một tên kích trang kỳ hay chưa. Trầm ngâm một lúc, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, gật gật đầu. Thời gian trôi đi, ngày hôm nay tại nơi truyền thừa ký ức cổ thần đã không còn băng tinh tồn tại. Chính giữa nơi đây chỉ còn tồn tại một cái kén lớn màu lam đậm. Cây kén lớn này không như bình thường, mặt trên của nó có rất nhiều hoa văn tinh mịn lộ ra. Nếu nhìn kỹ, có thể nhận thấy những hoa văn này hoàn toàn giống với những dấu vết trên thân thể của cổ thần đồ ti. Kén lớn này đã tồn tại vô số năm, nhưng vẫn không có dấu hiệu người bên trong phá kén mà ra mọi thứ xung quanh dường như bị một cổ lực lượng thần bí nào đó làm cho yên tĩnh, không thay đổi gì qua chừng ấy thời gian. Thân thể Vương Lâm nằm gọn trong cái kén lớn này, hai mắt nhắm chặt, tim hắn đã ngừng đập từ lâu, toàn thân giống như là lâm vào trạng thái gần như tử vong. Thần thức hắn lúc này rơi vào trạng thái hỗn loạn, đến bây giờ hắn mới dung hợp được băng tinh cuối cùng, tốn thời gian hơn rất nhiều so với tổng thời gian dung hợp 93 băng tinh trước đó. Thần trí hắn đắm chìm vào ký ức của cổ thần hắn thấy được đời sống của cổ thần đầu tiên ngay từ lúc sinh ra cho đến khi quyết định nghịch tu mặc lưu hóa thần thuật hắn cảm giác giống như là chính bản thân mình đã trải qua những chuyện đó vậy cuối cùng hắn có cảm giác mình chính là cổ thần loại cảm giác rối loạn này trước đó vẫn cố gắng tránh né nhưng mà tại thời khắc cuối cùng cũng không khống chế được bùng nổ ra cứ như vậy vương lâm vẫn rơi vào trạng thái hôn mê không rõ bao lâu sau kén lớn nơi truyền thừa cổ thần bỗng nhiên phát ra một tiếng rắc. Ngay sau đó tiếng răng rắc từ trong kén lớn không ngừng truyền ra. Một vết rách rất nhỏ xuất hiện từ những cái đồ văng trên thân kén, rồi lan nhanh ra ngoài toàn thân kén. Một tiếng bang vang lên, cái kén bắt đầu vỡ ra, sụp xuống. Trong nháy mắt từ trong chiếc kén bỗng nhiên lộ ra một con người trần trụi. Người này có mái đầu bạc và đôi mắt đen nhánh, tướng mạo mặc dù bình thường nhưng có khí chất, khôn tả. Lúc này hai mắt của hắn nhắm nghiền, tim ngừng đập, không có một chút hơi thở sinh mệnh. Lâu sau, hai mắt bỗng mở ra, trong đó ẩn chứa vô cùng lực lượng, mây khói trong đồng tử cuộn cuộn thổi qua. Vương Lâm chậm rãi thở ra một hơi. Hắn cúi đầu nhìn thân thể của mình, sau khi dùng hợp băng tin thứ 94, lúc này hắn cảm nhận được trình độ mạnh mẽ của cơ thể. Tuy nói không thử nghiệm qua thì không thể nhận ra mình rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào. Nhưng Vương Lâm tin tưởng rằng tại thời khắc đối mặt với sinh tử tồn vung có thể gia tăng mấy lần cơ hội sinh tồn. Nhớ lại trước đó, khi hắn dung hợp băng tinh cuối cùng, bây giờ hắn vẫn còn thấy sợ hãi. Nếu không phải sau khi dung hợp được hơn 50 băng tinh để hấp thu hoàn toàn, hắn đã cẩn thận giảm tốc độ lại, tạo nên một cơ sở vững chắc. Thì ở lần dung hợp băng tinh cuối cùng khi nó nổ ra, thì hắn đã hoàn toàn hỏng mức trở thành một cổ thần đồ ti điên rồi. Đúng là bởi vì cơ sở trước đó hắn mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn cuối cùng làm cho thượng trí thanh tĩnh lại. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, khẩu quyết đã gần như đầy đủ, nhưng trong lòng hắn lại có chút nghi hoặc. Căn cứ vào ký ức của cổ thần, hắn chỉ nắm được ký ức cơ bản của cổ thần từ khi sinh ra cho đến khi chuẩn bị tu luyện mặc lưu hóa thần thuật. Nhưng tu luyện pháp thuật này như thế nào, cùng với thời gian hắn tử vong thì hoàn toàn trống rỗng. Vương Lâm trầm ngâm một chút, cẩn thận đánh giá xung quanh, trong lòng mạnh dạng đoán rằng số lượng của băng tinh không chỉ có 94 cái mà có thể còn có nhiều hơn và còn hơn rất nhiều. Chỉ có điều những băng tin còn lại sao không ở đây chứ? Vương Lâm nhíu mày, sau khi trầm tư một chút, đành buông tha suy nghĩ về vấn đề này. Hai tay hắn kết ra một cái pháp quyết kỳ dị. Khổ! Đây là ngôn ngữ riêng của cổ thần nhất tục, nó có nghĩa là khai. Lập tức, ở trước mặt của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái khe hình vòng cung, trong đó lẳng lặng lơ lửng ba viên đá màu đen Vương Lâm vùng tay phải chụp một cái, ba viên đá kia lập tức bay đến trong tay của hắn. Sau đó hắn hướng thân mình về phía trước. Dưới chân xuất hiện từng trận gợn sóng, một bước, hai bước, ba bước. Hai bước tới ba bước, nháy mắt thân hình của gã đã biến mất ở nơi truyền thừa ký ức của cổ thần rồi. Ba khối đá kia chính là vật phải có để tạo cấm phiên mặt gian thạch. Ở ngoài phía kinh mạch của cổ thần đồ ti lúc này xuất hiện một cái khe bên trong có vô số cấm chế hình thành vòng tròn tản mắt ra từng trận hơi thở nguy hiểm lúc này ở bên ngoài cấm chế đột nhiên xuất hiện một bóng người người này đầu bạc hai mắt ngập tràn cảm giác căng thương sau khi xuất hiện hắn đưa mắt nhìn những cấm chế xung quanh xác định không có biến hóa nào lúc này hắn mới tiến về phía trước cấm chế này dường như mất đi tác dụng vốn có không dẫn động công kích người này thẳng tiến mà đi ra mỗi bước đi là có một cấm chế tiêu tan lúc hắn đến chỗ trung tâm của tất cả cấm chế thì các cấm chế này tự động tiêu thức hắn chính là vương lâm những cấm chế này năm đó khi vương lâm rời đi đã bố trí để bảo vệ bản thân mình và túi trữ vật tuy nói ở đây hắn có vẻ khá an toàn nhưng dù sao cũng không phải là thực sự ở trong kinh mạch mà là ở trong cái khe theo phương pháp trong ký ức của cổ thần tạo ra nhưng vốn tính cẩn thận hắn vẫn cứ thận trọng tạo ra một chút phòng hộ sau khi đi vào cấm chế, Vương Lâm nhìn lại thân thể trước đây của bản thân và túi trữ vật. Ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Cơ thể trước đây của hắn cũng đã hư thối rồi, chỉ còn lại cái xác khô. Trên thân khô tản mát ra từng trận linh khí, hiển nhiên là kim đan còn ở lại trong đó phát tán ra. Bên cạnh thây khô còn có mấy cái túi trữ vật. Vương Lâm thầm than một tiếng. Nếu hắn không chiếm được ký ức của cổ thần, trộn tổ lại thân thể, thì chắc chắn lại phải đi tìm một cổ thân thể khác rồi tay phải hắn điểm nhẹ trước ngực của cái thi khô linh lực nồng đậm trong thi khô tràn ra ngay sau đó hai tay hai chân vỡ vụn hướng về phía trước mà khó tán theo đó linh lực dao động càng lúc càng lớn cuối cùng toàn bộ thi khô vỡ vụn ra một viên kim đan to bằng nắm tay từ trong cơ thể hiện ra trên thi khô vỡ vụn này lộ ra những tiểu điểm nho nhỏ dày đặc trải rộng toàn thân đôi khi lóe ra những hậu quan kỳ lạ Nhìn viên kim đan này, Vương Lâm đột nhiên có cảm giác máu huyết tương thông. Dù sao nó cũng chính là do hắn ngưng kết mà thành. Dù thời gian trôi qua, nhưng một tia liên hệ này cũng không thể bị chặt đứt được. Ngay sau đó, tay phải Vương Lâm vung lên. Kim đan kia lập tức bay vào tay hắn. Vừa đụng vào ngón tay hắn, kim đan bỗng nhiên biến mất, chui vào trong cơ thể của Vương Lâm. Theo cánh tay, nó nhanh chóng chuyển đến đan điền mới dừng lại, rồi chậm rãi xoay tròn lập tức từng đợt linh lực trong cơ thể của hắn bắt đầu lưu chuyển. Hai mắt hắn hơi khép lại, rồi đột nhiên mở to ra, nhìn thấy khô đã vỡ vụn nhưng mà vẫn còn có hình người trên mặt đất. Ánh sáng trong mắt chợt lóe lên, tay phải bấm pháp quyết, quát. Hoàng tuyền chi diêm, hiện! Lời nói của hắn vừa dứt, những lam sắc quan điểm theo thi khô vỡ vụn hóa thành tro nhanh chóng bay lên ngưng kết lại với nhau dần dần chúng hình thành một đoàn lam sắc hỏa diễm Vương Lâm há miệng, đoàn lam sắc hỏa diễm này lập tức bay vào trong miệng, dùng nhập vào kim đan dừng tan biến trong cơ thể của hắn. Sau đó Vương Lâm vung tay phải lên, túi trữ vật tức khắc bay lên bị hắn nắm lấy. Bạch quang chợt lóe lên, trong tay hắn xuất hiện bộ trường bào màu đen. Sau khi mặc vào, Vương Lâm thu lấy cái túi trữ vật, tay phải chụp vào hư không, lập tức một cái khe xuất hiện, không chút do dự, hắn liền đi vào trong đó xuất hiện trở lại đúng nơi Vương Lâm tiếp nhận truyền thừa ký ức. Hắn nhìn lại xung quanh, xác định một lần nữa rồi hai tay nhanh chóng biến hóa pháp quyết. Trong miệng hắn lại lẩm bẩm mấy câu chú ngữ phức tạp bằng ngôn ngữ của cổ thần. Theo thủ pháp biến hóa, một tầng ánh sáng dần xuất hiện trong hư không. Những chú ngữ phức tạp của hắn như một bàn tay vô hình huy động trong ba cái đạo ánh sáng đó. Đạo ánh sáng này càng lúc càng mở rộng, cuối cùng thân ảnh hư ảo của cổ thần đồ ti chợt xuất hiện ở trên ánh sáng. Đối với cổ thần đồ ti, Vương Lâm đã rất quen thuộc. Mặc dù đối mặt với từng trận uy áp của hư ảnh cổ thần truyền tới, để lộng hắn không có dao động gì. Hư ảnh sau khi xuất hiện, tám tinh điểm nơi mi tâm của gã bắn ra tám đạo tinh quang, dừng lại trên đạo ánh sáng, hình thành một cái lốc xoáy hình bát giác rất lớn. Vương Lâm nhìn chầm chầm vào hư ảnh của cổ thần, để lòng thầm nói. Cổ thần chi địa, vĩnh biệt, tu ma nội hải toái tinh loạn tại một nơi có một vòng tròn lớn được tạo từ vô số đá vụn nơi đây chứa đầy một cổ lực lượng thần bí bất kể là từ ngoài tiến vào hay là từ bên trong đi ra đều cần phải đối mặt với phân thân có cùng tu vi với mình và chỉ có thể thông qua sau khi chiến thắng mà thôi vùng đất này thần bí khó lường hơn nữa phía trong vòng tròn cực kỳ hung hiểm cho nên rất ít người sẽ đi tới nơi này dần dần nơi này hầu như không còn một người nào biết đến cả một ngày nọ, hai đạo kiếm quang một trước một sau từ xa nhanh chóng bay đến. Đạo kiếm quang phía trước có chút ảm đạm, trong đó có thể thấy được một cô gái trẻ, nàng thân sắc tái nhợt, không còn chút máu. Nàng mặc một bộ quần áo lụa mỏng, màu xanh hồng, phần eo tinh tế, tướng mạo có vài phần tư sắc. Đạo kiếm quang đằng sau cô gái là người đàn ông trung niên, người này mặc chữ điền, lông mày rậm rạp, mắt lớn như chuông. Lúc này khóe miệng của gã hiện lên một tia cười lạnh, hai mắt lộ ra hàng mang nhìn chăm chăm vào thiếu nữ đằng trước. Dưới chân của gã kiếm quang vững vàng không loạn, hiển nhiên vẫn chưa toàn lực truy đuổi. Gã nhìn chăm chăm nàng kia ánh mắt ngày càng lạnh. Hai đạo kiếm quang một trước một sau nháy mắt liền từ xa xa bay tới. Cô gái trong trang phục lụa mỏng màu xanh nhìn phía trước cách đó không xa là toái tinh loạn. Đáy lòng dâng lên khổ ý. Nàng đã chạy gần một tháng rồi. Trong một tháng này bất kể nàng trốn tới đâu thì người nọ đều đuổi theo không bỏ nếu không phải nàng sử dụng bí thuật của sư môn bỏ chạy sợ là đã sớm bị đối phương đuổi kịp rồi nhưng dựa vào bí thuật bỏ chạy quá mức tiêu hao linh lực sau vài lần nàng không thể thi triển lại được nữa quá bối rối làm nàng không lưu ý phương hướng không ngờ đi tới phạm vi của toái tinh loạn này khi nàng phản ứng lại muốn thay đổi phương hướng thì người phía sau lại đuổi theo rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể tiếp tục phi hành hai người một chạy một đuổi càng ngày khoảng cách càng gần tới cái vòng tròn được tạo thành từ đá vụn kia càng ngày càng gần đấy lòng nàng hiểu được phía sau hiển nhiên không dùng ra toàn lực mà là dùng cách trêu tức mang đến vô cùng áp lực buộc chính mình phi hành về phía trước nếu trước đây bình tĩnh thì nàng đã không tiến vào trong tối tinh loạn này do vậy theo khoảng cách càng ngày càng gần đấy lòng nàng áp lực cũng càng ngày càng lớn tiễn cung không nhanh không chậm truy kích theo sau trong lòng gã đúng là cần cái vật ở trong ngực của nàng Nếu không có vài lần nàng dùng phương thức kỳ dị chạy trốn Thì gã đã sớm đuổi kịp rồi Nhưng hiện tại nữ nhân này bối rối Không ngờ tiến vào tối tinh loạn Đây có lẽ là ông trời cũng hỗ trợ cho gã Nghĩ đến đây khóe miệng của gã tươi cười càng thêm âm lãnh Dân phi Phía trước chính là tối tinh loạn đó Tối tinh loạn này tại tu ma hải rất có hung danh đó nha Cho tới bây giờ tại hạ không có nghe nói là Có ai có thể may mắn đi qua đâu Ngươi có nguyện ý thử một lần không vậy? Tiễn cung giọng điệu âm trầm, thanh âm chậm rãi truyền tới. Thiếu nữ sắc mặt càng thêm tái nhợt, nội tâm nổi lên từng trận chua xót. Ở khoảng cách ngoài toái tinh loạn năm trượng, nàng bỗng nhiên ngừng lại, xoay người nhìn tiễn cung. Mặt lộ ra vẻ thi thảm, nàng cắn chặt môi dưới, nói Tiễn tiên bối, tiểu nữ là người cơ khổ, lần này may mắn chạy ra nơi đó, ngài làm gì đuổi tận giết tuyệt như vậy chứ? Tiễn cung khóe miệng khẽ động, phi kiếm dừng lại ở cách cô gái hơn 10 trượng, liếc mắt một cái nhìn toái tinh loạn phía sau nàng. Ngoài mặt cười nhưng đáy lòng lạnh lẽo, nói Tại hạ cũng là phụ mệnh làm việc thôi, muốn trách đó, chỉ trách ngươi cầm vật không nên cầm mà thôi. Cô gái cười thảm, từ trong túi trữ vật lấy ra một khối ngọc giản, nhìn tiễn cung, thấp dụng, nói Đây giống là vật của sư môn tiểu nữ, lại có thể nào không nên lấy đây chứ? Thiền bối, Dược ấy trong ma cung đã có bản sao rồi Ta lấy đi đối với ma cung mà nói Cũng không có ảnh hưởng gì mà Triển cung ánh mắt nhìn về phía ngọc giảng Trong mắt ẩn lộ ra một tia tham lam Gã nhận được nhiệm vụ vốn là giết nàng này Thu hồi lại ngọc giảng Trên ngọc giảng có phong ứng của ma cung Triển cung biết Mặc dù là chính mình lấy được cũng không thể tra xét Chỉ có thể nộp lên trên mà thôi Mà cô gái gọi là Vân Phi này Thân phận không rõ ràng Nhưng là người được phép xem xét ngọc giảng này nếu không nàng cũng không có cơ hội đem ngọc giảng này trộm đi Bởi vì một loạt nguyên nhân này Mà trước đó gã vẫn chưa hạ tử thủ Mà là từng bước áp sát tìm hiểu Tiễn cung âm trầm nói Lấy đi vật ấy đối với ma cung có ảnh hưởng hay không Tại hạ không biết Nhưng mà tại hạ biết Nó đối với ta ảnh hưởng rất là lớn đó Cô gái vẻ mặt lộ ra vẻ quyết đoán Nàng cắn hàm răng nói Tiền bối có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi chẳng hay có phải là muốn thiếp thân gỡ bỏ phong ứng trong ngọc giảng này hay không? Tiễn Khung cũng không nói, nhưng mà trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Hắn sớm đã biết Vân Phi là truyền nhân của Kỳ Hoàng Môn, năm đó là một môn phái rất nổi danh ở Tu Ma Hải. Tuy nói Kỳ Hoàng Môn cuối cùng bị một cổ lực lượng thường bí phá hủy trong một đêm, nhưng mà cô gái này cũng là cơ duyên xảo hợp tránh được một kiếp. Sau đó nàng cầm ngọc giảng ghi chép cách phối chế vài loại đan dược quý giá nhất của Kỳ Hoàng Môn bị người của ma cung bắt được nàng chịu nhục làm thiếp của cung chủ hiện tại sự việc cách nhiều năm rồi nàng rốt cuộc tìm được cơ hội cầm ngọc giảng mà trốn đi tiễn cung hiện tại là kết đăng trung kỳ khoảng cách hậu kỳ tuy nói chỉ kém một chút nhưng mà gã tư chức có hạn công pháp cũng chưa phải tuyệt hảo vì vậy sợ là cuộc đời này đều không thể tiến vào hậu kỳ nhưng nếu có thể lấy được ngọc giảng này dựa theo phương thuốc trong này luyện chế đăng dược như vậy gã có khả năng tiến vào kết đăng hậu kỳ Cô gái thầm than một tiếng, xuất ra một cái khối ngọc giản trống. Sau khi gỡ bỏ phong ứng, nàng nhìn chăm chăm vào tiễn cung, nói Tiên bối, ta đã gỡ bỏ phong ứng xong rồi. Nếu ngươi thả ta rời đi, ngọc giản này liền là của ngươi. Tiễn cung cười ha hả rồi nói <laughs> Tốt lắm, vậy ngươi đem cái ngọc giản lại đây đi. Sau khi tại hạ xem qua, xác định không có sai lầm sẽ thả ngươi đi. Nói xong gã liền tiến về phía trước. Đứng lại, Cô gái lập tức lớn tiếng khẽ kêu. Tay phải nàng cầm lấy ngọc giảng, chỉ cần linh lực xuất ra, liền bóp nát ngọc giảng phỏng chế. Đồng thời nàng lui về phía sau hai trượng, nhìn chăm chăm vào tiễn cung, miệng nói. Tiền bối có tu di kết đan trung kỳ, tiểu nữ tu di chẳng qua vừa mới bước vào kết đan mà thôi, so với tiền bối kém hơn một cảnh giới. Vì vậy không thể không đề phòng tiền bối sau khi lấy ngọc giảng thì liền đổi ý thì sao chứ? Tiễn cung nhíu mày, ánh mắt của gã thoáng hiện hàng mang, nhìn chăm chăm ngọc giảng trong tay cô gái, dừng bước, chậm rãi, nói Ý ngươi là sao? Vân Phi thở sâu, đôi môi thơm khẽ nhếch lên, nói Muốn mời tiền bối rời xa đây nghìn trượng, ta chắc chắn đem ngọc giảng này đặt ở nơi đây. Sau khi ta rời khỏi, tiền bối hãy tới lấy ngọc giảng. Nếu không, ta lập tức đem phục chế ngọc giảng này bóp nát, sau đó tự sát. Đến lúc đó tiền bối có thể không thu hoạch được cái gì đâu. Tiễn Cung khóe miệng lũ ra nụ cười lạnh, nói <cười> Đúng là buồn cười mà, ta làm sao biết cục giảng kia của ngươi là thiệt hay là giả chứ Nếu là ngươi lừa gạt ta thì làm sao đây Lúc này hai người đều không có phát hiện Tại bên trong toái tinh loạn, trên bầu trời xuất hiện một khe hở không gian cỡ ba trượng Tương trận hắc khí từ trong này tản ra Vân Phi đôi mi thanh tú nhíu chặt, đang muốn nói chuyện Nhưng lúc này tiền cung sắc mặt trầm xuống, tiếp tục nói Đại hạ cũng không có thời gian cùng ngươi dặn co đâu Giao ra Ngọc giảng ta sẽ cho ngươi một con đường sống Nếu không hả ta quyết không lưu tình đâu Ngọc giảng này tiễn mẫu cùng lắm không cần cũng được nữa Nói xong thân mình hướng về phía trước Chậm rãi đi tới Khoảng cách 10 trượng chỉ trong chớp mắt đã bị rút ngắn rồi Nhưng mà tiễn cung cũng bước đi thông thả Gã sợ động tác quá nhanh sẽ làm đối phương theo bản năng bóp nát cái Ngọc giảng Như vậy gã có thể thực sự không thu hoạch được cái gì Vân Phi thì lại nghiến răng, ngọc giản nàng cầm trong tay bỗng chuyển hướng ném sang một bên. Theo đó thân mình lập tức nhoáng lên, theo phương hướng ngược lại bay nhanh mà chạy trúng. Gã gần như lập tức bỏ ý định đuổi giết Vân Phi, muốn nhanh chóng rời đi khỏi nơi này. Ý nghĩa vừa mới xuất hiện liền lập tức bị gã áp chế. Ánh mắt chớp chớp nhìn chằm chằm vào cái vòng tròn đá vụng Đấy lòng thầm nhủ. Dù sao cũng bị toái tình loạn ngăn trở rồi, dù là trong đó có cái gì nguy hiểm cũng không có khả năng lao tới được thực sự không cần như chó nhà có tan chạy rối chết như vậy chứ đúng lúc này cái khe đột nhiên đình chỉ mở rộng trong đó lóe ra từng trận hào quang màu đen kỳ lạ một tia khí tức cổ quái theo đó mà tràn ra tiếp đó một người thanh niên mặc hát bào từ bên trong vẻ mặt bình tĩnh đi ra người này mái tóc bạc trắng phất phơ trong gió tràn ngập một loại khí tức thoát rừng nhưng mà hai mắt lại ẩn lộ ra vẻ vô tình nếu nhìn kỹ có thể thấy bên trong có quần trắng mờ rõ ràng nhất là tại mi tâm của người này có một tinh điểm màu tím sậm tinh điểm này tràn ra từng trận tử mang thoạt nhìn tràn đầy cảm giác yêu dị phối hợp với khe không gian khổng lồ phía sau của hắn tràn ra từng trận quang mang đen sẫm lúc này cả người hắn thoạt nhìn dường như là thần ma từ địa ngục đi ra vậy sau khi người này đi ra khỏi cái khe cũng không quay đầu lại tay phải tùy ý vung vị phía sau một cái lập tức cái khe to lớn nhanh chóng thu nhỏ lại gần như trong chớp mắt liền từ lớn biến thành nhỏ cuối cùng hoàn toàn biến mất chỉ để lại giữa không trung thanh niên giống như ma thần hắn đứng ở giữa không trung ánh mắt lộ ra một tia cảm khái sau đó nhìn quanh một vùng ánh mắt xuyên thấu qua toái tinh loạn dừng lại trên người tiễn cung và vân phi đang đứng bên ngoài tiễn cung khi thanh niên đầu bạc đi ra khỏi cái khe liền lập tức có loại cảm giác sợ hít hùng do Trung giang có toái tinh loạn cách trở nên thần thức gã không thể đi vào xem xét tu vi của đối phương mà cho dù giữa hai người không có toái tinh loạn tiễn cung cũng vẫn như cũ không dám dùng thần thức kiểm tra đối phương theo gã nhận thấy người này có thể từ cái khe không gian khổng lồ như vậy mà đi ra tu vi tất nhiên đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng được ít nhất cũng là nguyên anh kỳ nói không chừng người này đã đạt tới hóa thần kỳ trong truyền thuyết rồi vì vậy gã làm sao dám mạo phạm chứ mà khác trọng yếu hơn là đấy lòng gã luôn cảm giác cảnh tượng trước mắt giống như đã nghe nói qua ở nơi nào đó rồi. Nhưng lúc này gã lại không thể nào nghĩ ra được rốt cuộc đã nghe qua ở đâu. Lúc này bị ánh mắt thanh niên đầu bạc đảo qua, mặc dù ở giữa có toái tinh loạn nhưng vẫn làm cho gã hai chân mềm nhũng, theo bản năng định chạy trúng, nhưng mà gã rất nhanh liền ngừng bước. Tiễn cũng biết nếu mà chạy trốn bây giờ, như vậy một khi đối phương có bản lĩnh từ bên trong toái tinh loạn đi ra đuổi theo mình thì chỉ tức khắc mà thôi Do đó chạy và không chạy không có gì khác nhau Ngược lại sẽ khiến đối phương lưu lại ấn tượng xấu nữa Mặt khác nếu đối phương không thể ra khỏi toái tinh loạn Thì gã mặc dù không chạy vẫn cũng an toàn Đấy lòng nghĩ như vậy Tiễn cung bước chân ngừng lại Gã vội vàng ôm quyền cung kính nói Giảng bối độc ma dương cung ngũ đại đệ tử tiễn cung tham kiến tiền bối Vân Phi lúc này trong lòng xoay chuyển liên tục nàng vừa mới trải qua sinh tử, giờ phút này lại trông thấy một cảnh tượng làm người ta chấn động. Phán đoán của nàng và tiễn cung không khác nhau. Chẳng qua nàng nghĩ rằng nếu là mình chạy trốn như vậy, kết quả là bị tiễn cung đuổi theo, chỉ có đường chết. Nhưng nếu không đi ở nơi này, nói không chừng cũng còn có một đường sống. Vậy đến đây nàng vội vàng cung kính nói: "Vạn bối là mặt dân phi, di đồ của kỳ hoàng môn xin tham kiến tiên bối." Thanh niên đồ bạc lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người một cái sau đó liền thu hồi ánh mắt lại nhìn về phía toái tinh loạn trầm ngâm một chút sau đó tay phải hắn vũ vào túi trữ vật trên lưng lập tức một tiểu thú bằng bàn tay xuất hiện sau lưng tiểu thú này có ba đôi cánh dài hai mắt trong sáng thoạt nhìn có chút thông linh sau khi xuất hiện nó lập tức bay lên trong tiếng phẩy cánh nó phóng nhanh hướng về phía trong toái tinh loạn bay đi rất nhanh nó liền tiến vào trong cái vùng đá ngay sau đó bên trong toái tinh loạn một khối đá vụn bỗng nhiên lóe ra bạch quang sau khi bạch quang biến mất xuất hiện một tiểu thú giống hệt tiểu thú vừa thấy mặt nhau liền phát ra sóng âm bén nhọn công kích lẫn nhau thanh niên đầu bạc câu mày nhìn một chút sau đó tay phải triệu hồi lập tức thân thể tiểu thú rung lên toàn bộ thân mình hóa thành một đạo lốc xoáy thực nhỏ từ trong tối tinh loạn bay ra ghé vào bả vai của hắn sau đó tay phải sờ một cái liền biến mất thanh niên đầu bạc này đúng là vương lâm Hắn tự ký ức truyền thừa của cổ thần đầu tiên nắm được phương pháp mở ra thông đạo mà rời đi. Theo thông đạo đi ra, sau đó xuất hiện bên trong toái tinh loạn, muốn đi ra ngoài nhất định phải thông qua khu này. Năm đó thông qua đám người đoan một cực nói chuyện với nhau, Vương Lâm dĩ nhiên có một chút hiểu biết về toái tinh loạn. Thực ra hắn định lấy phương pháp lúc trước tiến vào nơi đây để rời khỏi, nhưng mà cổ truyền thống trận đó quá mức phức tạp. Trong ký ức của cổ thần đầu tiên gần như không có hiểu biết gì về cái truyền thống trận đó cả. Kỳ thực ngẫm lại liền hiểu được cổ thần cường đại không cần phải lấy truyền tống trận đi di chuyển Họ tùy ý mở ra hát động là có thể xuyên qua rồi Đương nhiên cũng không bài trừ khả năng Trong ký ức của cổ thần có phương diện tri thức về truyền tống trận Vì dù sao nơi cổ thần bế quan trước kia vẫn có trận pháp thần kỳ tồn tại mà Nếu thực sự là như vậy Chứng minh Điệu vương lâm đoán lúc trước Rằng hắn được truyền thừa ký ức của cổ thần chỉ sợ không phải là đầy đủ Chẳng qua đó là điều Vương Lâm đoán thôi. Về phần sự thật có đúng hay không thì cũng không có bất cứ kẻ nào biết cả. Vương Lâm trầm ngâm một lát, ánh mắt lộ ra một tiêu quyết đoán. Hắn không nói hai lời, thân mình lấy thế sát đến không kịp bưng tay, nhảy vào trong toái tinh loạn. Khi hắn tiến vào trong này, tiễn cung mặc dù thân sắc cung kính nhưng nội tâm cũng khẩn trương lên. Đây không phải là gã lần đầu tiên nhìn thấy có người dám xâm nhập nơi đây, trên thực tế nhiều năm trước gã đã từng nhìn thấy một vị nguyên anh kỳ mạnh mẽ xâm nhập vào trong toái tinh loạn kết quả là bỏ mạng trong đó thậm chí nguyên anh đều không thể trốn thoát được bị lực lượng thần bí bên trong toái tinh loạn thung vệ lúc này gã lại nhìn thấy có người xông vào toái tinh loạn hai mắt lập tức ngưng thần nhìn lại vân phi so với tiền cung còn khẩn trương hơn nàng hiện tại đem toàn bộ hy vọng thoát khỏi bị giết ký thác trên người của thanh niên này theo nàng nghĩ nếu người ấy lao ra thì tiễn cung tất nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đến lúc đó, nàng có thể lấy ngọc giảng dân tặng thì có khả năng có cơ hội được bảo mệnh. Khả năng tuy không biết được nhiều hay ít, nhưng mà bất kể thế nào, đây đều là một biến chuyển. Vân Phi quyết định thử một lần. Thân mình Vương Lâm vừa tiến vào toái tinh loạn, lập tức vài hòn đá bên trong liền xếp tụ lại một chỗ. Sau một trận bạch quang, liền xuất hiện một phân thân giống hệt như hắn ở trong toái tinh loạn, Phần thân sau khi xuất hiện lập tức khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tay trái vỗ cái túi trữ vật, lập tức một thanh phi kiếm màu đen chợt lóe lên. Thanh kiếm này tạo hình cổ quái, trên đó tràn đầy một thứ gì đó, rõ ràng chính là độc kiếm do Vương Lâm lấy độc phương đỉnh luyện chế. Vương Lâm liếc mắt nhìn phi kiếm một cái, để lòng có chút bội phục lực lượng thần bí của toái tinh loạn, nó không ngờ ngay cả pháp bảo đều có thể phục chế ra được nữa, thậm chí trên phi kiếm sau khi bị mạnh đà tử ma hóa đánh trúng xuất hiện một vết nứt cũng hiển hiện ra không chút sai sót gì. Lúc này đây Vương Lâm không định chiến đấu, ý tưởng của hắn là thử là chính thôi. Phần thường sau khi xuất ra phi kiếm, chỉ nghe một tiếng gào thét, phi kiếm màu đen nháy mắt, phá không mà đến. Vương Lâm khóe miệng khẽ mắt máy, hắn vỗ túi trữ vật cũng xuất ra độc kiếm màu đen. Lập tức hai thanh độc kiếm giống nhau liền bay tới giao chiến với nhau. Ngay sau đó Vương Lâm trong lòng cười lạnh, cực cảnh thưởng thức của hắn chợt động hóa thành một đạo thi chớp màu đỏ đôi mắt lóe sáng cùng lúc đó hai mắt của phân thân cũng lóe lên lúc này hai mắt phương lâm nhìn chằm chằm vào phân thân thần thái ngưng trọng chỉ thấy điện quang màu đỏ trong mắt phân thân vừa mới lóe lên vài cái hai mắt liền lập tức nổ tung ra hóa thành vài viên đá vụn rơi xuống một bên cùng lúc đó toàn bộ thân mình phân thân dường như cũng phải chịu đựng uy lực của điện quang màu đỏ bỗng nhiên tự bạo vương lâm hai mắt lóe lên lập tức trở nên trầm ngâm vừa rồi cực cảnh thần thức mặc dù động nhưng cũng không có công kích mà chỉ thử một chút xem phân thân từ đá vụn tạo thành có thể phục chế cả cực cảnh thần thức hay không hiện tại hắn có thể phán đoán toái tinh loạn này tuy rằng thần bí nhưng hiển nhiên không thể phục chế cực cảnh thần thức được vương lâm khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh thân hình bỗng nhiên chuyển về phía trước đi vào bên trong toái tinh loạn dựa theo những gì vương lâm nghe được đoan một cực nói trước đó bên trong toái tinh loạn tổng cộng của trăm dặm nếu đánh bại phân thân thứ nhất thì có thể đi tiếp năm dặm năm mươi dặm nữa sẽ xuất hiện hai cái phân thân đánh bại xong lại bình yên đi được năm mươi dặm khi đó liền thuận lợi xông qua trái tim tiễn cùng tại thời khắc phân thân tử vong trong nháy mắt suýt nữa vỡ tan trong mắt của gã địa vị vương lâm nháy mắt đã đạt đến độ cao không thể đến được gã làm sao có thể nghĩ tới chứ phân thân do lực lượng thần bí của toái tinh loạn ngưng kết không ngờ vừa mới xuất hiện liền quỷ dị tự bạo gã không thể tưởng tượng được phương diện này rốt cuộc có huyền cơ kinh người gì vân phi thì hai mắt lộ ra một tia thần thái mãnh liệt đôi mắt đẹp nhìn về phía trong toái tinh loạn nhìn vương lâm đấy lòng âm thầm tính toán lấy cái loại phương thức nào để thỉnh cậu đối phương mới không bị cự tuyệt thân mình vương lâm thông dong di động về phía trước nhưng mà hắn vừa mới đi hơn 10 dặm đột nhiên đá vụn bốn phía bỗng dưng lóe lên bạch quang nồng đậm bạch quang chợt lóe lên hai phần thân giống hệt hắn lập tức xuất hiện hai phần thân sau khi xuất hiện trong đó một người tế ra phi kiếm một người không ngờ xuất ra một cuộn tranh vương lâm thận sắc như thường trong đáy lòng cũng trầm xuống nếu không phải đoan một cực nói dối thì là do chính mình phía trước quá dễ dàng hủy diệt phân thân làm xuất hiện một chút biến hóa như vậy tuy nhiên cảm xúc vương lâm cũng không dao động chút nào thần thái hắn vẫn lạnh như băng như cũ khi hai phân thân xuất hiện trong nháy mắt hai mắt hắn bỗng nhiên hồng quang chợt lóe cực cảnh thần thức lại xuất hiện lúc này đây hai phân thân không ngờ có đủ linh tính không bắt chước thi triển ra cực cảnh thần thức mà là rất nhanh chóng phóng ra pháp bảo Vườn làm ánh mắt chớp động thân mình không chút do dự nhanh chóng lao về phía trước hắn trước đó đã thí nghiệm cực cảnh thần thức rồi hiện tại hắn chuẩn bị thí nghiệm bản thân nhận được cổ thần kế thừa thân thể sau khi trải qua một lần tổ thần trọng tổ rút cuộc uy lực đến đâu liệu cổ thần trọng tổ thân thể có hùng mạnh như trong ký ức hay là không thân hình vương lâm khẽ động trong nháy mắt khi hai phân thân kia phóng ra pháp bảo tốc độ của hắn cực nhanh lập tức đã tới trước mặt của chúng rồi cùng lúc đó hai tay hắn sử dụng pháp quyết trong ký ức của cổ thần miệng quát vâng ngay lập tức một luồng lực đẩy rất kỳ dị xuất hiện giữa thủ quyết trên hai tay của vương lâm Lực đẩy này vừa xuất hiện, pháp bảo của hai phân thân lập tức bị một luồng gió quái dị thổi làm cho lay động, không tự chủ được phải ngừng lại một chút. Tiếp đó thân hình vương lâm như một đạo sao băng mạnh mẽ xông về phía hai phân thân. Sắc mặt hai phân thân khẽ biến, ngay lập tức chấp hai tay lại thành pháp quyết giống hệt như hắn. Lúc này Vương Lâm đã không chút do dự đụng trúng một phân thân. Phân thân đó lập tức vỡ tan, hóa thành bột đá tiêu tán trong không trung mục tiêu mà Vương Lâm nhắm tới chính là phân thân đã phóng ra cuốn tranh thần bí. Đối với hắn mà nói, cuốn tranh đó rất thần bí. Hắn sợ rằng sẽ có chuyện bất trắc xảy ra nếu phân thân đó tiếp tục phóng ra cái bảo vật này. Phân thân còn lại sử dụng độc kiếm tiếp tục nhằm Vương Lâm đâm tới. Trong khoảnh khắc phi kiếm đâm tới, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể không ngừng chuyển động, tay phải vẽ lên không trung một cái vòng tròn. Ngay lập tức một đạo tàn ảnh cấm chế xuất hiện. Cấm chế này lóe lên màu đen, sau khi xuất hiện thì nhanh chóng biến thành rất to hiện ngay phía sau vương lâm chẳng ngay trước mũi kiếm đang đâm tới tiếp đó vương lâm lao vụt lên hút vào cái phân thân còn lại phân thân đó thấy tình hình không ổn nhanh chóng lùi lại phía sau cứ như vậy kẻ trước người sau tạo nên cảnh tượng rượt đuổi nhưng phân thân đó hiển nhiên không có cách nào để phục chế được một loạt những biến đổi do truyền thừa của cổ thần trọng tổ lại thân thể cho dù là về tốc độ hay là độ mạnh mẽ của thân thể đều không thể so sánh được với bản tung Giờ đó chỉ trong khoảnh khắc, phân thân đó đã bị Vương Lâm đánh trúng, toàn bộ cơ thể vỡ nát. Vương Lâm vẫn không giảm tốc độ, sau khi nghiệm chứng thân thể và cực cảnh thần thức, hắn không muốn lãng phí thời gian ở nơi này. Toàn thân như hóa thành một tia sét ầm ầm xông về phía trước. Vương Lâm chạy một mạch hết quãng đường còn lại khoảng 70 dặm, những tiếng nổ như xé trời vang lên bên cạnh hắn. Cùng lúc đó, trước mặt hắn xuất hiện mấy phân thân nhưng những phân thân này còn chưa kịp xuất hiện hoàn toàn, đã bị Vương Lâm đâm phải mà tiêu tan. Thậm chí một số ở xa cũng không thoát được cực cảnh thần thức quán, lần lượt bị tiêu diệt dưới ánh điện màu hồng vừa lóe lên. Hơn 70 dặm không có bất kỳ phân thân nào có thể ngăn cản được Vương Lâm, cho dù là chỉ nửa bước chân. Vương Lâm thế như trẻ tre, xông ra khỏi toái tinh loạn. Đối với người khác thì toái tinh loạn này có uy lực vô cùng, nhưng mà đối với Vương Lâm mà nói, nơi này không có cách nào để phục chế được cực cảnh thần thức của hắn cả không có cách nào để phục chế được thân thể cổ thần quán vậy thì nơi này đã mất đi tác dụng của nó rồi kỳ thực thì toái tinh loạn hiển nhiên là do một thứ thuộc thần thông cực mạnh tạo thành chỉ có điều cực cảnh thần thức của vương lâm là vật nghịch thiên nhất trong thiên hạ thần thông này không có cách nào để phục chế cả điều này cũng không có gì là lạ còn về thân thể cổ thần nếu như toái tinh loạn có thể phục chế được vậy thì cổ thần sẽ không có gì là thần bí nữa Tu vi của tu sĩ sắp đạt đại thần thông toái tinh loạn này căn bản là không thể so sánh với cổ thần. Do vậy làm sao có thể phục chế được? Người có cực cảnh thần thức và thân thể cổ thần như Vương Lâm trong khoảnh khắc xông ra khỏi toái tinh loạn. Trong lòng cảm thấy dấy lên một chút kích động. Trước khi đi vào cổ thần chi địa, hắn chính là người đứng đầu trong số những tu sĩ kết đăng kỳ. Bây giờ không những hắn có được cấm chế lại còn có được thân thể cổ thần, ngoài ra cực cảnh thần thức cũng sinh ra hùng hạch như vậy tuy nói vương lâm không thể sánh bằng nguyên anh kỳ tuy nhiên hắn có thể tự tin rằng đánh không lại họ nhưng khả năng để tự vệ thì hắn có thừa ngoài ra từ tận đáy lòng của mình hắn cảm nhận được nếu như phải đối đầu với nguyên anh kỳ thì hoàn toàn không phải không có cơ sở để chiến thắng hắn tin rằng trong ba kỳ sơ trung hậu của nguyên anh cảnh giới nếu như hắn vận dụng linh hoạt các loại thần thông thêm vào đó là các pháp bảo đã có thì việc chiến thắng tu sĩ sơ kỳ không phải là quá khó khăn nếu như trước đây hắn gặp phải tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Thì cho dù có chạy thì cũng không thể thoát được Chỉ có một con đường chết mà thôi Sức mạnh của Nguyên Anh Kỳ xuất phát từ sau khi kết ra Nguyên Anh Linh lực trong cơ thể có sự biến hóa vô cùng to lớn Chỉ cần dùng một chút sức lực thôi Đã có thể thi triển ra đoạn tấn công bằng tu vi toàn thân của kết đăng kỳ Ngoài ra, thuộc thường thông rõ ràng nhất của Nguyên Anh Kỳ Chính là thuấn di có được sự thần thông thuấn gì là đạt được vị trí chí tôn trong tam cấp tu chân quốc. Mặt khác, pháp thuật của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có thể thi triển cũng nhiều hơn hẳn kết đan kỳ. Thậm chí cùng một pháp thuật được thi triển thì uy lực của Nguyên Anh Kỳ cũng gấp trăm ngàn lần kết đan kỳ. Có thể nói trong lịch sử của toàn bộ tu chân giới, hiếm có tu sĩ kết đan kỳ nào chiến thắng được Nguyên Anh Kỳ. Cho dù là có được pháp bảo nghịch thiên cũng không có tác dụng gì lớn cả nhiều nhất thì cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi suy cho cùng thì việc sử dụng pháp bảo có liên quan mật thiết với tu vi nguyên anh kỳ chính là thước đo chuẩn mực trong toàn bộ giới tu chân chỉ khi kết ra nguyên anh mới có thể được đứng vào những người mạnh nhất trong tu chân giới từ đó có thể thấy mức độ quan trọng của nguyên anh kỳ đối với tu sĩ đồng thời sự khác biệt giữa ba cảnh giới của nguyên anh kỳ cũng rất lớn nếu như lấy con số để so sánh thì có thể nói sự khác biệt là hàng chục lần Nói cách khác, Nguyên Anh Hậu Kỳ tương đương với hàng chục Nguyên Anh Trung Kỳ và tương đương với hàng trăm Nguyên Anh Sơ Kỳ. Đây chỉ là phép tính đơn thuần mà thôi. Trên thực tế còn chưa tính đến những pháp bảo. Trong lòng Vương Lâm chỉ là đoán như vậy mà thôi. Trên thực tế hắn hoàn toàn không thể xác định được bây giờ mình có thể đối đầu được với Nguyên Anh Kỳ hay không nữa. Nói như thế nào đi chăng nữa, tu vi của hắn cũng chỉ là kết đăng hậu kỳ mà thôi. Nhưng hắn đối với việc cực cảnh thần thức được tăng cường trong cổ thần cơ thể lại được trọng tổ lại như cổ thần thêm vào đó lại rất nhiều pháp bảo trong túi trữ vật tất cả những điều này khiến cho vương lâm cảm thấy có chút đắc ý sau khi ra khỏi toái tinh loạn ánh mắt vương lâm chớp động hắn đã quyết định sẽ không đi làm những việc mà chỉ có kẻ điên mới làm đó là tìm tu sĩ nguyên anh để xem trình độ mình đã tăng đến đâu đối với vương lâm mà nói hành động đó thực sự là ngu xuẩn ánh mắt vương lâm đảo qua nhìn tiễn cung và vân phi Đối với hai tu sĩ kết đăng kỳ này, cho dù là trước khi đi vào cổ thần, hắn cũng đã không coi ra cái gì, cũng không nói đến bây giờ. Hắn không hứng thú can dự vào chuyện giữa hai người bọn họ, chỉ có điều hắn có một số vấn đề, cần tìm người giải đáp thắc mắc. Giọng hắn bình thản từ tốn, nói Tòa thành gần nhất ở đây là đâu? Trong khoảnh khắc Vương Lâm bước ra, vẻ mặt của tiễn côn lộ ra vẻ cung kính, trong lòng thì lo lắng vô cùng. Khi đó nghe thấy Vương Lâm hỏi, đang định trả lời, thì không ngờ Vân Phi đã nhanh hơn gã một chút mà nói trước rồi. Thiên bối, trong dòng dạng dặm quanh đây thì không hề có bất kỳ một thành trì nào, nhưng mà đi khoảng hơn ba dạng dặm về phía Tây thì có một tòa kỳ lân thành. Vân Phi vừa nói thì vừa lấy tay phải vuốt mấy sợi tóc vương trước mặt lên mang tay. Động tác yếu điệu này lập tức thể hiện hoàn toàn sự hấp dẫn đầy nữ tính. Đáng tiếc là động tác này không tạo nên được sự chú ý của Vương Lâm. Thấy ánh mắt hắn không hề dừng lại trên thân thể của mình, từ đấy lòng Vân Phi cảm thấy thất vọng Nhưng rất nhanh nàng cảm thấy không cam lòng Mặc dù biết mình không phải là tuyệt sắc giai nhân Nhưng đối với chuyện chăn gối Cũng khiến cung chủ ma cung phải mê muội mà Lúc này nàng âm thầm cắn răng Từng mắt nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Vương Lâm Sau khi hắn đi từ toái tinh loạn ra Suy đoán của cô ta đối với tu vi của người này Hiển nhiên chưa dừng lại ở đó Thầm nghĩ nếu như có được sự che chở của hắn Thì cho dù chủ nhân ma cung có tìm Thì cũng phải ngậm đắng nuốt cây mà quay về Thậm chí nếu như người này đồng ý giúp mình thì việc tiêu diệt ma cung cũng không phải là chuyện khó. Chỉ có điều tất cả những điều này chỉ là ảo tưởng của nàng mà thôi. Những suy nghĩ này của nàng hiển nhiên Vương Lâm không thể biết được rồi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tây trầm ngâm hồi lâu, lãnh đạm, hỏi Kỳ lân thành này có tu sĩ hóa thần kỳ hay không vậy? Ừ, dạ không có, tiền bối. Kỳ lân thành này không có tu sĩ hóa thần kỳ. Thật sự trong tu ma hải không nói tới kỳ lân thành nha Mà cả trong 10 tòa thành lớn nhất cũng không nhiều tu sĩ quá thần kỳ đâu Lần này tiễn cung cướp lợi Vân Phi nói Gã thực sự tiếc vì đã để Vân Phi cướp lợi trước Thầm nhũ nếu như lần này không nói Làm cho tiền bối không vui thì thiệt thòi lớn rồi Không có hóa thần kỳ Vương Lâm thì thào tự nói ánh mắt chớp động Dạ tiền bối Từ hơn 200 năm trước Sau khi mấy lão quái quá thần trong thu ma hải Mất tích trong toái tinh loạn này Trong thu ma hải tu sĩ quá thần đã không còn nhiều nữa rồi tiễn cung vội vàng nói tiếp Nhưng mà sau khi gã nói xong Sắc mặt lập tức thay đổi Hai mắt mở to Dường như là vừa nghĩ ra điều gì đó Nhìn chầm chầm vào vương lâm Nhưng rất nhanh gã thấy thoát mồ hôi hột Vội vàng cúi đầu để che giấu Nhưng trong lòng lại dấy lên những cơn sóng lớn trước này chưa từng có Ánh mắt vương lâm chớp động ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng nhìn tiễn cung, ngữ khí như âm phong từ tu la địa ngục bay ra, lạnh nhạt nói: 200 trăm năm trước đã có những tu sĩ hóa thường nào mất tích ở trong tối tình loạn này vậy." Ánh mắt Vân Phi lộ ra vẻ kinh ngạc, cô ta cũng nhớ lại truyền thuyết 200 năm trước, lúc này cô ta mím mím đôi môi đỏ đứng bên cạnh nói: "Tiên bối, giảng bối có biết chút ít về chuyện này? 200 năm trước, cung chủ Độc Ma cung Mạnh Khánh phàm thành chủ của thất mai chi địa đoan mộc cực tông chủ huyền thiên tông lục dục ma quân còn có hóa thần lão quái của thiên ma động cổ đế bốn người bọn họ tề tựu và mất tích tại đây truyền nhân của bọn họ trong hơn 200 năm qua đã nhiều lần tới đây tìm kiếm rồi nhưng mà chưa hề tìm ra được manh mối nào cả vẻ mặt của vương lâm như thường nhưng trong lòng lại ngẩn ra 200 năm rồi sao không ngự bản thân vào cổ thần chi địa đã được 200 năm rồi vương lâm thu lại sự cảm khái của mình ánh mắt nhìn vào tiễn cung vì biểu hiện của gã trước đó có chút cổ quái hơn nữa gã đã tự khai báo thân phận của mình là đệ tử của độc ma cung lão tổ tông của gã chính là mạnh đà tử bị vương lâm nhìn tiễn cung lập tức trung lên chân mềm nhũng phịch một tiếng liền quỳ xuống đất kinh sợ nói tiền bối giảng bối không biết gì cả cũng không hề nói bừa tiền, tiền bối tha mạng ánh mắt vương lâm lạnh như băng liếc nhìn tiễn cung một cái giọng điệu âm trầm nói là sư tổ của ngươi hả Thân thể tiễn cung rung lên Nếu nói vừa rồi trong lòng của gã còn có chút hoài nghi Thì giờ này đã tan thành mây khối rồi Phải biết rằng độc ma cung chủ Mạnh Khánh phàm có hung danh cực lớn Tại phụ cận Tu Ma Hải Tu sĩ bình thường từ trước tới nay khi nghe tới gã Đều phải cung kính gọi một tiếng mạnh tiền bối Ngay cả những người đồng bối với gã Cũng phải gọi là mạnh cung chủ Không kể tu vi của gã đã đạt tới cảnh giới hóa thần kỳ Điểm đáng sợ nhất của người này Chính là một thân độc công có thể nói độc của gã khó lòng phòng bị vô sắc vô hình thường thường những người bị trúng độc cho tới khi chết vẫn không hiểu vì sao mình lại trúng độc hơn nữa tính tình mạnh khánh phàm lại rất cổ quái một lời không hợp liền giết sạch cả môn phái trước đây từng có một môn phái khổng lồ trong tu ma hải tuy rằng trong môn phái không có tu sĩ hóa thần kỳ nhưng cũng có một vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ thực lực môn phái này trong tu ma hải có thể coi là bá chủ một phương nhưng vì một đệ tử của tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ của môn phái này trong lúc vô ý gặp mạnh đà tử lại không nhận ra được thân phận của ông ta, không ngờ dám cười nhạo ông ta. Đêm hôm đó Mạnh Khánh Phàm liền đơn thương độc mã tiến vào môn phái này. Một lúc sau khi gã rời đi, cả môn phái trên dưới 3456 người kể cả nội ngoại đệ tử, tạp dịch, thậm chí kể cả tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ kia cũng chẳng còn ai sống sót. Mạnh Khánh phàm giết người xong lại thích lưu lại tên tuổi, kể rõ nguyên nhân vì vậy việc này mới được toàn bộ tu sĩ biết tới kể từ đó hung danh của mạnh khánh phàm tại tu ma hải không ai là không biết người có thể cao giọng hơn mạnh đà tử trong tu ma hải tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay bây giờ tiễn cung nghe vương lâm nói thì trong lòng càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình tiện, tiện bối mạnh lão tổ sư thực sự là sư tổ của giảng bối tiễn cung không dám giấu giếm vội vàng nói sau đó không đợi vương lâm đặt câu hỏi gã liền vội vàng đem hết mọi bí mật trong hành động của mình nói ra hết hóa ra năm trước tiễn cung ngẫu nhiên nghe được cung chủ hiện nay nói chuyện về lão tổ mạnh khánh phàm cũng không phải là mất tích mà là đã vào trong loạn tinh hải nghe nói đây là lần thứ hai lão tổ họ đi vào nơi này hơn nữa gã còn nói nếu có một ngày trong loạn tinh hải xuất hiện một khe không gian khổng lồ như vậy chứng tỏ lão tổ sư đã trở về việc này tiễn cung vừa nghe đã ghi tạc trong lòng nhưng mà thời gian dài trôi qua việc này lại không liên quan tới lợi ích trực tiếp của gã cho nên gã dần dần quên mất do vậy mà khi gã nhìn thấy trong loạn tinh hải xuất hiện khe không gian thì cũng chỉ có cảm giác hơi quen thuộc nhưng vẫn chưa suy nghĩ nhiều nhưng mà sau khi gã trả lời câu hỏi của vương lâm xong thì trong đầu như có một tia chớp lóe lên lập tức hoàn toàn hiểu rõ mọi sự việc thế nên lúc đó sắc mặt của gã hơi đại biến khe hở không gian mở ra trong loạn tinh hải nhưng lão tổ lại không trở về Thậm chí cả những tu sĩ của tu vi hóa thần kỳ 200 năm trước đi vào như chủ nhân của thức mai thành đoan một cực. Tông chủ huyền thiên tông lục dục ma quân, thiên ma tán nhân đều không xuất hiện từ khe hở không gian này. Ngược lại chỉ có một thanh niên trẻ tuổi xa lạ bước ra. Điều này khiến cho gã không khỏi nảy sinh đủ loại liên tưởng. Vương làm nghe xong thì hơi trầm ngâm. Lúc này tiếng cung lại càng lo lắng. Gã lặng lẽ để tay phải lên túi trữ vực, sau đó âm thầm cắn răng, đột nhiên ném ra một cái nắm cát đen kịch. Cùng lúc đó thân thể của gã trong nháy mắt lùi lại phía sau, không dám quay đầu nhìn lại, cấm cổ chạy trúng. Đám cát đen này mang theo một mùi máu, sau khi xuất hiện liền phát ra những tiếng gào thét khe khẽ. Vương Lâm trong lòng thoáng hiện ra một tia châm chọc, hắn không né tránh mà vỗ tay lên túi trữ vật, lập tức một độc kiếm liền bay ra. Độc kiếm vừa hiện ra, ngay tức khắc liền xuyên qua đám cát đang phù thiên cái địa đánh tới kia vài lần. Trên đám cát liền xuất hiện lục hỏa sau đó từng đợt tiếng vỡ vụn vang lên cuối cùng tất cả đám cát đen biến thành lục vụ bị độc kiếm hấp thu hết thể mọi việc phát sinh cực nhanh cơ hồ chỉ trong nháy mắt sau khi tiễn cung ném cát đen ra quay mình bỏ chạy thì độc kiếm của vương lâm đã hấp thu xong cái đám cát đen đó rồi giờ phút này trong lòng tiễn cung càng chấn động mồ hôi lạnh túa ra toàn thân gã cắn răng thúc giục linh lực vội vàng chạy rối chết ánh mắt vương lâm lạnh lùng điểm lên mi tâm một cái nhất thời từ trong tử phủ thức hải từ hồn hạch bay ra một cái bóng đen tốc độ bóng đen này nhanh như chớp từ trong thức hải lao ra ở mi tâm của vương lâm lóe lên rồi biến mất ma đầu hứa lập quốc gào lên mừng như điên vang vọng khắp không trung rồi tức chết ta mà tiểu tử ngươi đừng hỏng trốn thoát nha để hứa gia gia tha nuốt ngươi báo đáp cái ơn ờ, ngươi giúp lão tử lại được nhìn thấy mặt trời ta sẽ không để cho ngươi phải chịu một chút thống khổ nào đâu yên tâm đi chỉ trong nháy mắt khi tiếng nói vang lên thân thể ma độ hứa lập quốc đã nhẹ nhàng như khói đuổi theo tiễn cung dưới ánh mắt ngạc nhiên và kinh hãi của đối phương nó nhào vào tiễn cung thôn phệ thần thức của tiễn cung sau đó cuốn lấy một viên kim đan tỏa ra kim quang vào túi trữ vật từ cơ thể của tiễn cung bê trở về phía của vương lâm vẻ mặt hứa lập quốc không đành lòng âm thầm không muốn giao kim đan ra vương lâm liếc viên kim đan một cái sau khi nhận lấy liền ném thẳng vào trong miệng kim đan vừa đưa vào trong miệng cổ thần quyết trong cơ thể liền vận chuyển chỉ mất vài giây đã hấp thu hoàn toàn vương lâm có thể cảm nhận được tám phần kim đan này trong nháy mắt khi bị phân giải liền bị thân thể hấp thu chỉ còn lại hai thành là hóa thành linh lực hấp thu kim đan xong vương lâm đem túi trữ vật nhét vào trong ngực tay phải chỉ vào thân thể tiễn cung một cái một cái tiểu hỏa cầu từ trong đầu ngón tay bắn ra vọt tới thi thể của tiễn cung phía xa trong thời gian ngắn thiêu thi thể đó thành tro bụi vân phi thấy cảnh tượng trước mắt này sắc mặt trở nên tái nhợt nàng theo tiềm thức liền lùi lại phía sau vài bước theo như nàng thấy thanh niên tóc bạc trước mắt này tu vi sâu không thể lường nhất là pháp bảo mà hắn sử dụng nàng chỉ liếc mắt đã nhận ra đó không ngờ lại là một nguyên anh kỳ thực cũng khó trách vương phi nhận lầm ma đầu thượng thức của hứa lập quốc vốn là từ nguyên anh luyện hóa ra mà hơn nữa ở cửa thứ ba tại nơi của cổ thần hứa lập quốc gặp mấy lão tổ tung dẫn tới bản thân gã có chút biến hóa càng quan trọng hơn là vương lâm đã hình thành hùng hạch hùng hạch tuy rằng đối với bản thân Thung hùng không có tác dụng tăng tu vi nhưng một thôn hùng khi sinh ra hùng hạch liền có thể tự mình tạo ra du hùng hơn nữa lại có trợ giúp rất lớn đối với du hùng còn về việc Vương Lâm giết tiễn cung, đương nhiên là vì không muốn để chuyện mình từ loạn tinh hải đi ra bị bại lộ. Điều này khiến Vân Phi sợ hãi tới cực độ, nhất là lại nhìn thấy Vương Lâm nuốt kim đan của tiễn cung. Phải biết rằng ngay cả cung chủ độc ma cung cũng không dám trực tiếp nuốt kim đan của người khác mà phải chế thành thuốc rồi mới có thể sử dụng. Cảnh tượng khát máu này nàng chưa từng gặp phải. Bây giờ thấy Vương Lâm như vậy lại khiến nàng cảm thấy còn kinh hãi hơn tiễn cung cả trăm lần ánh mắt vương lâm nhìn về phía vân phi thân thể nàng lập tức rung lên không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn thần sắc vương lâm bình thản chậm rãi nói ta đã giúp ngươi giết hắn rồi ngươi báo đáp ta như thế nào đây vân phi run rẩy ngẩng đầu lên cố gắng tự trấn an miệng cố nặng ra một nụ cười nhưng tiếng nói không thể tự khống chế mà run rẩy tiền bối giảng bối không quen biết tiễn cung vân phi không nói gì mà chỉ bình thản nhìn đối phương vân phi lập tức thấy được trong mắt hắn có một tia hàng mang trong lòng nàng lo lắng đối phương hiển nhiên là loại trời sinh vô tình sẽ không phải mình là nữ tu mà nương tay chút nào nàng hiểu rõ những người như vậy nếu không có thứ gì đó có thể khiến cho họ động tâm thì chờ đợi mình phía trước chỉ có con đường chết vân phi vốn là người thông minh nhanh trí nàng thông qua những chuyện vừa nhìn thấy đã có thể đoán ra được đối phương không muốn chuyện hắn thoát khỏi loạn tinh hải bị lộ ra Hiện giờ tiễn cung đã chết, người duy nhất biết chuyện này là nàng. Nàng cắn chặt môi dưới, khuôn mặt lộ ra vẻ quyết đoán. Từ trong túi trữ vật xuất ra một khối ngọc giản kính cẩn dâng lên cho Vương Lâm. Tiền bối, đây là di vật của bản môn, bên trong có phương thuốc của vài loại đan dược trân quý, chính là bảo vật trấn phái của kỳ hoàng phái chúng ta. Vương Lâm tiếp nhận ngọc giản, thưởng thức lướt qua, sau đó ngẩng đầu nhìn Vân Phi. Trong lòng Vân Phi thì khổ não, nàng có thể nhận thấy ngọc giản này hiển nhiên không khiến đối phương động tâm, trong lòng nàng tính toán đủ mọi cách cuối cùng đột nhiên linh quang lóe lên vội vàng nói giảng bối từ nhỏ lớn lên tại kỳ lân thành bên trong thành cũng có một căn nhà hơn nữa giảng bối vô cùng quen thuộc đối với nơi này nếu tiền bối có yêu cầu giảng bối xin ra sức nàng nói xong lại lo vương lâm không biết quy củ của kỳ lân thành liền nói tiếp tiền bối ngài có thể không biết ở kỳ lân thành đòi hỏi phải có thân phận những tu sĩ từ bên ngoài tiến vào nhiều nhất chỉ có thể ở trong thành ba ngày mà thôi mà ở một ngày cũng tốn 10 khối hạ phẩm linh thạch. Giảng bối thì lại khác, giảng bối vốn là người của kỳ lân thành rồi, có giảng bối dẫn đường thì tiền bối sẽ không bị hạn chế thời gian ở lại. Với lại, giảng bối phi thường quen thuộc đối với tình hình trong tu ma hải. Dù là vị trí thành trì, thực lực tu sĩ mạnh yếu ra làm sao cũng đều nắm được cả. Mấy năm nay giảng bối chuyên xử lý việc này, cả tu ma hải có rất ít việc giảng bối không biết. Nếu không phải bị tiễn công truy kích khiến cho rối loạn, giảng bối cũng sẽ không đi làm vào loạn tinh hải này nói xong một hơi vân phi lo lắng nhìn vương lâm trong lòng vương lâm thầm tính toán trong chốc lát tay phải của hắn tùy ý chụp một cái thân thể vân phi không tự chủ được hướng về phía hắn mà bay tới cùng lúc này cổ tay phải hắn xuôi nhẹ ngón rõ búng một cái lập tức một đạo cấm chế xuất hiện đánh vào mi tâm của vân phi cấm chế này ba ngày phát tác một lần mỗi lần đều khiến cho máu huyết chảy ngược tu di hỗn loạn dẫn phát tâm phế ngũ hành chi hỏa nếu trong vòng một khắc không có tay giải trừ thì lập tức toàn thân hóa thành dũng máu khuôn mặt vân phi tái mét nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại sau khi hít sâu vài hơi vân phi biết tính mạng của mình tạm thời đã được giữ được rồi đưa ta tới kỳ lân thành thần sắc vương lâm bình thản tiếng nói không có chút khác lạ vân phi vội vã gật đầu điều khiển kiếm quan cẩn thận đi cạnh vương lâm dẫn đường cho hắn Hết tập 40 của bộ truyện tiên nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe dòng đọc của Black Radio nha.